họ không thể ra khỏi tam giới khởi tâm động niệm là du minh phiền não phân biệt là trần xa phiền não chấp trước là kiến tư phiền não kiến tư trần xa họ có thể phục thế nhưng du minh phiền não họ không thể hàng phục cho nên họ không thể ra khỏi sáu cõi là sáu cõi căn bản, bản vô minh tuy là chưa đoạn chi nhánh vô minh đoạn rồi chỗ này trong 12 nhân duyên xem thấy vô minh duyên hành trong 12 nhân duyên gọi là vô minh là hiện nhân sáu cõi luân hồi đó là sanh nhân cái đó cũng đoạn rồi chính là chi nhánh vô minh họ đoạn rồi thế nên pháp dưới bốn thánh hiện tiền những hiện tượng này đích thực trên kinh đại thừa nói được thấu triệt cho nên pháp thân không có tướng pháp tánh độ cũng không có tướng đều là nói năng lượng thân độ không hai cho nên thân độ tuy phân thể nguyên bất nhị chủ này khiến chúng ta nghĩ đến một niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã nói niệm niệm thành hình hình là một cái hình của thân một cái hình của cõi hình dài hữu thức thân có kiến văn giác tri cõi cũng có kiến văn giác tri vì sao vậy nó là pháp tánh tánh vốn tự đầy đủ đầy đủ kiến văn giác tri nó vốn tự đầy đủ nó tuy là hiện thành hiện tượng vật chất nó trong đó vẫn là có kiến văn giác tri cho nên Tinh thần cùng vật chất là không thể phân ra. Thể có trước sau, thế nhưng tốc độ trước sau quá nhanh. Đó không phải là 1.280 triệu phần trăm của dây. Đó là nói hiện hình. Trong hình sinh khởi những hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần này, vì thì phải nói Bốn tướng Sanh trụ vì diệt thành trụ hoại không Còn phải nói bốn tướng này Cho nên càng phân càng nhỏ Cho nên chân như là bản thể Trinh triết học gọi là bản thể của vũ trụ dạng hữu chủ này có hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất đều là từ nó mà sanh ra chính bản thân đó không phải vật chất cũng không phải tinh thần phía sau lại giải thích với chúng ta Liệp vọng giết chân Bất dị giết như Liệp vọng phải nên biết Chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt Không chấp trước Đó là vọng Vọng quá nhiều rồi Vô lượng vô biên Bốn câu này là gốc Khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước Hư vọng, vô lượng vô biên Đều từ trong đây sanh ra Thứ này không còn Thì chân liền hiện tiền Chân là gì? Chân tánh, tự tánh hiện tiền Bất gì giết như Bất gì là nói cái gì? Nói cái hư vọng này Mười pháp giới y chính trang nghiêm Sát tướng vô lượng vô biên Hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần Tuy là xuất hiện những giọng tướng này nó cùng với tự tánh thanh tịnh viên minh thể là một không phải là hai. Cũng giống như vàng cùng món đồ làm bằng vàng vậy. Vàng là thật, liệp vọng là thật. Bao gồm món đồ bằng vàng thể của nó nó căn bản không lìa khỏi được tự tánh Cho nên Dòng tướng Phạm sở hữu tướng giải thị hư vọng Những dòng tướng này Dòng tướng của mười pháp giới Y chánh trang nghiêm Cùng chân như Không hề khác biệt Là chân như biến hiện tướng Tướng chính là chân như Chân như liền đã biến thành tướng Việc này rất khó hiểu người xưa dùng vàng cùng món đồ bằng vàng để làm thí dụ thí dụ thật hay thế nhưng hiện tại chúng ta dùng thí dụ dùng vàng cùng món đồ càng thiết yếu hơn ngày nay chúng ta dùng màn hình tv để làm thí dụ màn hình của tv chính là chân tánh vì sao vậy nó bất biến nó không có thứ gì nó bất biến giọng là cái gì giọng là hiện tướng là kinh đài chúng ta vừa mở kinh đài âm thanh sắc tướng này liền hiện ra đó là hư vọng vì sao vậy trên màn hình không có những thứ này thế nhưng nó hiện ở trên màn hình nó cùng với màn hình hợp thành một chúng ta xem truyền hình sức chú ý đều chú trọng vào trên giọng tướng mà quên mất đi màn hình của tivi đó gọi là phàm phu Chư Phật Bồ Tát xem thấy cái hiện tướng này Giọng tướng không rời màn hình Màn hình là chân như Chân như không rời giọng tướng Chân giọng là một không phải là hai Chủ này gọi bất nhị giết như Hiện tướng trên TV, tướng Trinh, kinh đại, cũng giống như mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Mười kinh đại hiện một kinh là vậy. Mười các kinh đại đồng thời hiện ra cũng là như vậy. Đồng thời hiện ra Nó có tạp hay không? Không tạp Giống như 10 ngọn đèn Trong giảng đường này của chúng ta vậy 10 ngọn đèn đều mở ra Ánh sáng giao nhau Có phải là nó thật giao nhau hay không? Không phải Vì sao vậy? Bạn tắt đi một ngọn Ánh sáng của ngọn đó không còn Không thể nói ta tắt một ngọn đèn Thì ảnh hưởng tới các ngọn đèn khác Không có là giao nhau lại không chướng ngại lẫn nhau. Cho nên ở trên kinh đài, đồng thời mở ra 10 kinh đài, hiện tại chúng ta chưa có loại máy móc này. Bạn chỉ có thể xem được một, Bạn có thể xem được hai. Nếu như tương lai kỹ thuật càng cao minh, đồng thời mở ra 10 kinh đài, thế nhưng 10 kinh đài bạn đều có thể xem thấy, mỗi một kinh đài tuyệt nhiên không hề can thiệp nhau. Đó gọi là bất nhất bất dị Chúng ta dùng phương pháp Để làm thí dụ Thí dụ ý nghĩa của chân như Cái gì gọi là chân Cái gì gọi là như Càng dễ dàng ví giải Đó là nói cái gì Tức như Phật sợ chứng chân thật vô vọng chi đức dĩ kỳ vô diệt vô sanh bất thiên bất biến thì di thường trụ quả đó chính là cảnh giới của chư phật đặc biệt hiển thị ở đâu vậy hiển thị chư phật ứng hóa ở thế gian này chúng ta như thích ca mâu ni phật ứng hóa ở thế gian đại sư huệ năng ứng hóa ở thế gian ở trung quốc chứng được không phải đốn ngộ là tiệm ngộ tiệm ngộ người cũng đạt đến được cảnh giới này rất nhiều tông môn giáo hạ đều có pháp môn niệm phật chúng ta biết cũng không ngoại lệ, niệm đến lý nhất tâm bất loạn cũng vào được cảnh giới này. ở trên tướng phạm phu chúng ta tiếp xúc trên tướng, thích ca mâu ni phật năm xưa ở đời đại sư Hoài năng không hề khác gì với chúng ta ngày ngày qua lại, kỳ thực thì sao? kỳ thực cảnh giới không như nhau. Hoàn toàn là hai sự việc Phạm Phu không biết Nghe tường tận Chúng ta không tường tận Đây chính là Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói Cảnh tùy tâm chuyển Cảnh giới của mỗi một người không như nhau Hoàn cảnh đời sống không như nhau Có người sống ở trong hoàn cảnh này bi quan thống khổ không hề an vui có người ở thế gian này pháp thị sung mãn lạc quan hoàn cảnh không hề như nhau mà tại vì sao có sự khác biệt như vậy hơn nữa khác biệt rất lớn đó chính là do tâm không như nhau tâm thanh tịnh thì họ lạc quan vì sao vậy trong cảnh giới không có thứ nào không thanh tịnh trong cảnh giới tâm ô nhiễm thì không có thứ gì không ô nhiễm tâm thiện bạn xem thấy vô số chúng sanh đuối sông đất đai đều thiện tâm bất thiện bạn xem thấy vô số chúng sanh đuối sông đất đai không có thứ nào là thiện Đây chính là Đại sư Thiên Thai nói Bách giới thiên như Lớn thì phân thành 10 pháp giới Lại phân nhỏ ra trong mỗi một pháp giới Đều có 10 pháp giới Pháp giới người chúng ta Trong pháp giới người có pháp giới Phật Như thích ca các ngài Thì hiện các ngài là pháp giới Phật bồ tát thì hiện ở thế gian này là pháp giới bồ tát họ không phải từ trong pháp giới bồ tát rơi vào nơi đây không có sự việc như vậy làm gì có việc như vậy hiện thân của các ngài nhất định không có khởi tâm đồng niệm họ có khởi tâm đồng niệm thì họ liền bị đọa lạc họ liền biến thành phàm phu không có đạo lý này thì hiện của các ngài là tùy tâm chúng sanh Ứng sở tri lượng Hay nói cách khác Họ có thị hiện hay không? Không có Không hiện mà hiện Hiện mà không hiện Đó mới dịu Nếu chúng ta không phải nhiều năm như vậy Ở trong đại thừa giáo khi nhập không rời Chúng ta nghe đến tin tức cũng không biết hiện tại chúng ta tuy là chưa chứng nhập cái cảnh giới này chúng ta từ ngay trong giải ngộ có thể lĩnh hội được cảnh giới này có thể khẳng định được cảnh giới này là thật đấy không phải là giả sau đó khi quan sát chính ngay chúng ta qua lại với đại chúng cảnh giới của mỗi người không như nhau hoàn cảnh đời sống của chúng ta là như nhau Cảm thụ của mỗi người không như nhau Thiên biến dạng hóa Loại cảm thụ này như thế nào vậy? Loại cảm thụ này chính là ý niệm của bạn đang thay đổi Chân vọng nhiễm tình, thiện ác Ở nơi đó khởi biến hóa Người tu hành thật đáng quý Chính là bạn có thể gìn giữ Phạm phu họ không thể gìn giữ tâm của họ bao trao họ không phải định không thể giữ lấy cho nên hỷ nộ vô thường bên ngoài thay đổi khó dò nếu như họ có thể giữ được vậy thì có một chút định lực cái định lực này không thể đột phá được không gian duy thứ đó gọi là chưa đến định Nếu như chân thật Thành tựu được định Họ liền độ phá không gian duy thứ Chính chúng ta Hiện tại vẫn có thể đột phá được không gian duy thứ Có thể Nắm được một số Đó là thuộc về tầng thứ chưa đến định Không thể nói không có định bởi vì bạn so với người thông thường, tâm của bạn thanh tịnh hơn so với họ. Bạn đối với thay đổi của cảnh duyên có thể khống chế được. Bạn không phải giống như họ hiện lộ ra tâm khí bao trao đến như vậy. Không thể khống chế được tâm tình của chính mình. Hiện tại ở trong xã hội này, người như vậy quá nhiều. từ ngay chỗ này xem thấy được hiệu quả tu học của chúng ta không phải không có hiệu quả có hy vọng cái hiệu quả này không ngừng thêm lớn chúng ta ở chỗ này xem thấy phật đã chứng được chân thật vô vọng chi đức cái đức này là gì vậy chính là bốn đức phía sau cái thiên văn tự này đã nói. Bốn đức này chân thật, không vọng. Chúng ta có hay không? Chúng ta có, không thể hiện lộ ra. Thỉnh thoảng hiện lộ ra một chút, thế nhưng sẽ bị cảnh giới chuyển. Cho nên, đồng tu học Phật phải chú ý cái điểm này làm thế nào bảo nó dần dần có thể kéo dài được thời gian này đó chính là tiến bộ chính là hiện tượng tốt trong bốn đức cái đầu tiên tùy duyên diệu dụng tùy duyên chúng ta đương nhiên đều có chính là chúng ta không có diệu dụng cái gì gọi là diệu dụng tùy chúng sanh đức chính là diệu dụng Chúng ta giảng được rất cụ thể Nói cảnh giới hiện tiền của chúng ta Ở trong tùy duyên Bạn có thể tương ưng Với ngũ luân Tương ưng với ngũ thường Tương ưng với tám đức Tương ưng với giới luật Đó chính là diệu dụng Đó rất là rõ ràng Chân thật diệu dụng là cái gì? Chân thật diệu dụng là rất tự nhiên, tùy duyên. Chính bạn không có khởi tâm động niệm. Đó chính là như vậy. Đó là diệu dụng của Như Lai. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. luôn thường thấy đều làm đến được diệu dụng của Bồ Tát. Có phân biệt có khởi tâm động niệm không có chấp trước là diệu dụng của a la hán ngày nay chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều đầy đủ chúng ta nỗ lực học tập cũng có thể ở ngay trong cuộc sống thường ngày mỗi niệm đều có thể tương ưng với luân thường tám đức cũng gọi là diệu dụng Vì sao vậy? Đó là tánh đức. Tuy là chưa kiến tánh, ta học được từ nơi Phật Bồ Tát. Đến khi nào chấp trước, không còn, chính là diệu dụng của A-la-hán. Phân biệt không còn nữa, đó là diệu dụng của Bồ-Tát. Bạn từng bước lên cao. Đến khi không khởi tâm không đồng niệm, làm ra đều là hoàn toàn giống như diệu dụng của Phật. Tùy duyên diệu dụng Đây là dụng thứ nhất Phía sau đều là từ nơi đây mà sanh ra Bạn xem Cái thứ hai là Oai nghi hữu tắc Cũng chính là cái ý nghĩa này Bồ Tát Ba ngàn oai nghi Tám dạng tế hạnh Đó là nói Đại Tiểu Thừa Thông thường chúng ta nói đó là gì? Đi dường như là gì tất cả chúng sanh làm nam mô phạm Kỳ thật các ngài chúng gì chính là như vậy Tánh đức lưu xuất các ngài chính là như vậy Không phải do học được Cũng không phải chính mình có ý nghĩ muốn làm như vậy Không phải Tự nhiên các ngài chính là như vậy Cũng giống như phía trước vậy Dòng từ phân biệt chấp trước thì đều không còn. Chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đều không còn. Thì tự nhiên là như vậy. Đó là oai nghi của Như Lai. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt, chấp trước là oai nghi của Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước là oai nghi của A-la-hán phạm phu chúng ta ba loại phiền não này thấy đều đầy đủ Dòng tượng phân biệt chấp trước đều có chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập cũng học được như vậy oai nghi trời người Đó là tánh đức Chủ này Nêu ra Chân thật Vô vọng chi đức Chính là Họ chân thật diễn ly Cởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Phía sau sẽ nói Cái thứ ba nói là Nhu hòa chất trực Câu sau cùng nói là thay chúng sanh khổ Đều là cái ý này Cảnh giới từng tầng từng tầng không như nhau Ngày trước khi chúng ta học Phật không làm cho rõ ràng Chỉ là ở đó mà đọc Hiện tại thấu hiểu rồi Dĩ kỳ Du diệt du sanh Bất thiên bất biến Thì di thường trụ quả Đó là như lai đại chứng vì sao vậy? Ngài không có tâm sinh diệt. Tâm sinh diệt là giả. Không có tâm sinh diệt thì đương nhiên bất thiền, bất biến. vĩnh viễn bất biến. Tánh đức tự nhiên lưu xuất. Bằng chứng được một cảnh giới nào thì không ngừng hướng lên trên cao cho nên từ cái chỗ này thể hội được chúng ta đến nhân gian này ngay trong một đời này ý nghĩa của nhân sinh là gì giá trị ở chỗ nào chúng ta liền tìm đến chân thật chúng ta phải không ngừng hướng lên trên cao cũng giống như đi học vậy ta phải lên lớp ta không thể ở lại lớp càng không thể bị giáng cấp Thế nhưng vừa mê thì phải làm sao? Mê rồi thì ở lại lớp, giảng cấp. Mỗi niệm không mê. Thì bạn không ngừng hướng lên trên. Đó là không ngừng hướng lên trên cao. Bạn liền nghĩ đến thật là ăn vui dường nào. Thật giống như phu tử đã nói, học di thời tập chi bất duyệt diệt hồ. Cái ăn vui đó, ăn vui là trong nội tâm là tự tánh An vui trong tự tánh Quyết định không có phiền não Nó không phải là do kích động bên ngoài Mà được an vui Không phải Là an vui từ trong nội tâm Hiện lộ ra bên ngoài Đặc biệt là Phải học giáo huấn của Thánh Hiền Học Phật Bồ Tát mới có được loại an vui phấn khởi hiển lộ rõ ràng này quyết không phải niềm vui ca múa biểu diễn văn nghệ thế gian không phải vậy đó là kích động đó không phải là từ trong từ tánh Sinh ra là từ kích động của hoàn cảnh bên ngoài đó không phải vậy Cái dinh từ này Ở trong Phật học Đại Từ Điển Tài liệu mà nó thu thập Thì rất nhiều, rất phong phú Bởi vì cái danh từ này rất quan trọng Hy vọng chúng ta có thể tăng thêm ấn tượng Trong điều thứ nhất nói Chân như Chân giả Chân thật chi nghĩa Như giả dạ, như thường chi nghĩa Chủ đề chúng ta xem thấy một chữ như thường Chư pháp chi thể tánh Ly hư vọng nhi chân thật Cố dân chân Thường trụ nhi bất biến Bất cải Cố dân như chúng ta tưởng tượng đó là chư phật như lai cách nhìn của các ngài đối với hiện tượng vũ trụ họ xem thấy được là thật câu thứ nhất chúng ta không nói gì chúng ta không có nghi vấn thể tánh của các pháp lìa hư vọng mà chân thật không có lời gì nói vấn đề của chúng ta ở phía sau Thường trụ nhi bất biến, bất cải Chúng ta chưa nhìn thấy Bạn xem chúng ta đã nhìn thấy Động vật Có sanh lão, bệnh tử Thực vật Có sanh trụ, dị diệt Khoáng vật Hiện tượng tự nhiên Có thành trụ hoại không Vô thường Nó làm sao không thay đổi trong cái cảm quan của chúng ta thế giới thay đổi vô chừng đó là do nguyên nhân gì để chúng ta tỉ mỉ mà hồi tưởng lại phật ở trong kinh hoa nghiêm thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh vì cái ý này chúng ta liền hiểu vì sao chúng ta xem thấy tất cả pháp thiên biến dạng hóa tâm của chúng ta mỗi niệm đang khởi lên thay đổi vọng tưởng cho nên cảnh giới bên ngoài cũng thay đổi chư phật bồ tát vì sao xem tất cả pháp này là thường trụ bất biến không thay đổi tâm của các ngài không động họ không có khởi tâm đồng niệm không phân biệt không chấp trước cho nên ở trong cảnh giới của ngài pháp không có sanh không có diệt chúng ta có thể thể hội được cái ý này không à, hiện tại đói có thể có thể thể hội được nếu như bạn có thể thể hội được bồ tát di lạc đã nói thời gian hiện tượng tồn tại bao lâu thì xem như ngài đã nói hiện tại chúng ta có thể thể hội có thể lĩnh hội được Thời gian của hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần tồn tại chỉ có 1280 triệu phần trăm giây. Cái ý niệm này, cho dù là niệm thiện, là ác niệm, là tình niệm, là tập niệm, nó đều là thời gian ngắn đến như vậy, nó có thể tồn tại sao? Cái niệm thứ nhất không còn thì cái niệm thứ hai khởi lên thế nhưng cái niệm thứ nhất không phải là cái niệm thứ hai, cái niệm thứ hai không phải là cái niệm thứ nhất. À, việc này cũng giống như chúng ta xem phim ảnh vậy, giống như cùng phim trong máy chiếu, bạn thấy, từng tấm, từng tấm. việc này mọi người đều biết, tấm phía trước không phải là tấm phía sau, tấm phía sau không phải là tấm phía trước. niệm niệm không như nhau. chỗ này trên kinh Phật thường nói, có hay không? không có chân thật bất biến không thay đổi đó là như ngày nay chúng ta chưa từng xem thấy việc này chúng ta xem thấy việc này giống như là xem phim chỉ là thấy ở trên màn hình thấy được cái gì thấy tướng tương tự của nó tiếp nối chúng ta mới ngay nơi hiện tượng không biết cái hiện tướng này từng tấm đều là ở dưới đèn chiếu từng tấm đều là không động chỉ là động tác đóng mở của nó quá nhanh Làm cho mắt của ta hoa đi Bạn thấy cuộn phim đó có tấm nào là động đâu Đó gọi là như Cho nên Bồ Tát rất hay Có thể ở trên mặt bạn thấy được từng tấm phim không động Trong đèn chiếu Chúng ta bị động tác quá nhanh của nó làm mê. Tôi dùng cái thí dụ này để giải thích dễ hiểu. Nếu không thì rất khó hiểu. Để thí dụ thêm lần nữa, hiện tại mọi người sử dụng mấy chụp hình rất phổ biến. Nửa thế kỷ trước, 50 năm trước, Mấy chục hình là đồ xa xỉ, rất quý hiếm. Rất ít người dùng nó, hiện tại thì quá phổ biến. Đại chúng hóa. Người người đều có, ngay đến điện thoại cũng có thể chụp. Mấy chục chụp được rất nhanh. Chúng ta thấy máy bay bay qua. 50% của dây, bạn nhanh tay ấn máy, Phi cơ đó còn động hay không? Bạn rửa ra thì nó không động. Đó là gì vậy? Đó là tốc độ của bạn cùng tốc độ của nó bằng nhau. Bằng nhau thì không động. Cũng giống như chúng ta cùng nhau lái xe tốc độ nhanh như nhau. Chúng ta đi trên quốc lộ. Xe của chúng tôi xem thấy xe của bạn. Bạn thấy xe của chúng tôi dường như là không động khi thực là di động tốc độ rất nhanh. Tốc độ không như nhau thì xem thấy nó đang di động. Tốc độ như nhau thì không thấy nó di động. Vậy chúng ta cảm ứng Loại cảm ứng này Chúng ta đối với động Nếu như bắt kịp tốc độ đó Đồng giới Tốc độ 1.280 triệu phần trăm của dây Chúng ta xem thấy sinh diệt của vật chất Bạn đừng thấy nó không động Bạn đang cùng ở cùng tốc độ Hiện tại chúng ta không động Động tác của chúng ta quá chậm Nó thì quá nhanh cho nên Không hề cảm giác được Nó đang tồn tại Kỳ thực nó đang tồn tại Tuy tồn tại Thời gian của nó rất ngắn Cho nên nói sanh Nó liền diệt Vừa nói việc đó lại sanh Cho nên Phật đối với hiện tượng này Nói với chúng ta Không sanh không diệt Nếu như chân thật không có sanh diệt Đó không sanh không diệt Chỉ chẳng phải gọi là lời thừa hay sao đó là nói không thông Thật có sanh diệt Sanh diệt bất khả đắc Cho nên Bồ Tát Di Lạc nói rất hay Quyết định không nên chấp trì Trì là bạn muốn giữ lấy nó là việc không thể được Mà không nắm được Nó quá nhanh Đó mới là thực Tướng các Pháp mới là chân tướng. Chúng ta chỉ cần Đại Thừa đã nói Bồ Tát Bát Địa có thể chứng được chính là họ thấy được. Trình độ tâm trí tuệ của họ có thể cảm nhận được tần suất của 1.280 triệu phần trăm của dây hoặc có thể cảm nhận được người tâm ý qua loa thì không được không cảm nhận được chúng ta cần phải là chấn động tần suất rất cao chúng ta mới cảm nhận được tần suất thấp thì không cảm nhận được Cho nên thường trụ bất biến không thay đổi Chân thật có sự việc này Phía sau dẫn duy thức luận Duy thức luận thứ hai Nói duy thức luận chính là thành duy thức luận Trong quyển thứ hai Có một đoạn như vậy Chân vì chân thật Hiện phi hư vọng Chỗ này thì dễ hiểu như dị như thường biểu vô biến dị chân thật sanh tức không sanh không sanh tức sanh sanh diệt không hai không luận là hiện tượng vật chất hoặc là hiện tượng tinh thần Cho nên, khi khởi tâm động niệm hiện tướng, đó chính là duy tâm sở hiện cho đến cái hiện tướng này sẽ biến thành mười pháp giới y chánh trang nghiêm đó là duy thức thức là cái gì phân biệt chấp trước không có phân biệt chấp trước chỉ có khởi tâm đồng niệm hiện ra tướng là chư phật như lai cõi thật báo trang nghiêm không phải mười pháp giới cho nên cõi thật báo trang nghiêm thông thường chúng ta gọi là pháp giới nhất chân mười pháp giới y chánh trang nghiêm là từ phân biệt chấp trước biến hiện ra có phân biệt thì có pháp giới bốn thánh phật bồ tát duyên giác thanh danh có chấp trước liền có sáu cõi cho nên phải nên biết Sáu cõi mười pháp giới đều là chân thật Từ tâm tưởng sanh Trong tâm của bạn không có cái tưởng này Chính là không có nghĩ của phân biệt Không có nghĩ của chấp trước Thì không có mười pháp giới Cho nên Phật nói Phạm sợ hữu tướng che thị hư vọng Nhất thiết hữu di pháp Như mộng huyễn bào ảnh Đó đều là nói Chân tướng của mười pháp giới Bạn biết được chân tư Thì bạn không còn chấp trước đó Không còn phân biệt đó nữa Ở trong hiện tượng sự thật này Chúng ta yêu cầu là cái gì? Yêu cầu đột phá Cũng chính là yêu cầu thoát ly nếu như có ý niệm Yêu cầu đột phá thoát ly này Thì lại sai rồi Có thể thoát ly hay không Dinh diện không thể thoát ly Vì sao vậy Bởi vẫn còn phân biệt chấp trước Cho nên lời nói này rất khó giảng Bạn xem Muốn yêu cầu thoát ly Lại không thể có ý niệm Mong muốn thoát ly Bạn có ý niệm này Thì bạn không thể thoát ly đó là chỗ khó của Phật Pháp Rất khó thể hội được Bạn không ra Không ra được thì trong đó chịu khổ Chịu khổ chịu nạn Vì chịu khổ chịu nạn thật quan uổng Phải nên siêu diệt Lại không thể có ý niệm siêu diệt Lại không thể có phân biệt chấp trước siêu diệt cho nên Chỉ có người Thượng thượng căn Họ có thể được lợi ích Người trung hạ căn Từ từ mà đến thì rất không dễ dàng Cho nên trong vô lượng pháp môn Có một pháp môn tình độ như vậy Quá khi hữu Quá hiếm lạ Có rất nhiều Bồ Tát Không biết được pháp môn này cũng có rất nhiều rất nhiều bồ tát hy vọng có pháp môn này không nghe nói đó là duyên phận không đồng bởi vì chúng ta có mong cầu có nguyện vọng thoát ly chỉ có từ pháp môn tình độ thì được Đi là pháp môn đặc biệt. Tám và bốn ngàn pháp môn đều không được. Bạn có phân biệt chấp trước đều không được. Chỉ có pháp này có phân biệt chấp trước xin cõi phạm thánh đồng cư. Có phân biệt không có chấp trước bạn xin cõi phương tiện hữu dư. có khởi tâm đồng niệm không có phân biệt chấp trước bằng sanh cõi thật báo trang nghiêm đó là thế giới cực lạc rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo thế giới cực lạc không giống như các thế giới khác thế giới khác bốn độ có chướng ngại của không gian duy thứ à, thế giới tây phương, phương cực lạc tuy có không có chướng ngại không có duy thứ của thời không cho nên bốn độ là chung nhau chung nhau nên đại đức xưa nói một sanh tất cả sanh Sanh đến cõi Phạm Thánh Đồng Cư Cũng như sanh đến cõi Thật Báo Trang Nghiêm Quan âm thế chí Dân thù phổ hiện Di lạc Bồ Tát đều là Bồ Tát đẳng giác Các ngài ở cõi Thật Báo Trang Nghiêm Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Cõi Phạm Thánh Đồng Cư Người Hạ Hạ Phẩm Giảng Sanh Đều là ngày ngày ở chung với các ngài Đó là không có không gian duy thứ. Cái duyên này quá thù thắng. Bạn ở cùng với các ngài thì bạn dinh diện sẽ không bị đọa lạc. Bạn xảy ra vấn đề các ngài liền kéo bạn ngay. Cho nên ở thế giới tây phương cực lạc tu hành có tiếng không lùi không nghe nói có thoái chuyển Tiến bộ có Nhanh chậm khác nhau Nhất định không có thoái chuyển Tiến bộ chậm nhất Cũng có Thời tiết Nhân duyên Ở cõi phạm thánh đồng cư Hà hạ phẩm giảng sanh Chúng ta xem thấy ở trong quán kinh Có thể nâng cao đến cõi Thật báo trang nghiêm Của thế giới cực lạc phải qua bao nhiêu thời gian? 12 kiếp. 12 kiếp ở đây chúng ta xem là rất dài. Thế nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc tuổi thọ là vô lượng thọ. Cho nên không hề khó. Đó là gì? Đó là trình độ thấp nhất. 12 kiếp quyết định sinh cõi thật báo, nâng lên đến cõi thật báo, nếu như duyên của bạn thù thắng Bạn mỗi ngày cùng ở chung với các đại Bồ Tát này Mỗi ngày đi bái Mười phương Phật Nghe Pháp Cúng dường Tu Huệ Tu Phước Bà không cần đến 12 kiếp hai kiếp thì thành công rồi Việc này rất có thể Chỉ xem sự cần cù tu hành của chính bạn Nếu như phấn đấu thì rất nhanh nếu như lười biến dài đại một chút Cũng chẳng phải 12 kiếp mà thôi Cho nên chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này Vậy thì không đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì không được Bạn không đi con đường này Chân thật là rất khó khăn Đi con đường này là con đường cao tốc Đại sư thiền đạo nói với chúng ta và người tu và người đi không sót lọt một người nào. Tiếp theo phía sau đó Vì thử chân thật ư nhất thiết pháp Thường như kỳ tính Cố giết chân như tôi nghĩ câu nói này tôi không nói mọi người cũng có thể hiểu được trong đây câu quan trọng chính là thử chân thật ư nhất thiết thường như kỳ tánh vậy nên có thể thể hội được đó là tánh tướng là một tánh tướng không hai chân như ở đâu vậy chân như chính ngay trong tất cả pháp tất cả pháp hiện tại chúng ta gọi là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần cho nên từ trước trong tông môn khai ngộ kiến tánh lão sư trắc nghiệm học trò bạn kiến tánh rồi tánh ở đâu vậy tùy chọn một vật lão sư gật đầu khẳng định liền ấn chứng cho bạn Điều là vậy Đưa ra một gón tay gọi là nhất dị thiền Đưa ra một gón tay là nó Cũng phải Vì sao không phải Cho nên rất kỳ diệu Bằng chân thật là có thể thể hội được Thể hội được rồi Chính là người chân thật thấy đánh Là người như thế nào vậy Đoạn ba phía sau Họ đều áp dụng Bạn đều thấy được Chính là tứ đức Ngụ chỉ lục quán Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày Xem thấy nó là thật Nếu như tứ đức Ngụ chỉ lục quán Vẫn chưa hiện tiền mà nói Vì họ chưa chứng được Cái ngộ đó cũng giống như hiện tại chúng ta nói giải ngộ không phải họ chứng ngộ chứng ngộ chính là bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày xem thấy họ đối nhân sự thế tiếp vật thấy họ sinh hoạt đó chính là bốn đức năm chỉ sáu quán tự nhiên hiện tiền không hề có chút tạo tác đó là thật cho nên ngộ có hai loại có giải ngộ có chứng ngộ Chứng ngộ thì hữu dụng. Giải ngộ chính là từ trước Đại sư chân gia nói cho tôi nhìn thấu. Giúp cho bạn buông bỏ. Nếu bà không hiểu rõ sự thật, bà có thể buông bỏ. Vì sao ta phải buông bỏ? Sau khi hiểu rõ rồi, phải nên buông bỏ. Không phải buông bỏ. Dưới thế xuất thế gian tất cả Pháp Bạn có cách nhìn bình đẳng Điều phía sau nói hoặc dân Chính là hoặc giả dạ nói tự tánh Tâm thanh tịnh Phật tánh Pháp thân như lai tạng Thật tướng Pháp giới Pháp tánh viên thành thật tánh đều là đúng thể mà tin khác vậy một chút của công sai cho nên bạn hiểu được một thì bạn hiểu được tất cả những danh từ này là một sự việc chỉ một sự việc vì sao phật nói ra nhiều danh tướng đến như vậy đó là giáo học trí tuệ của phật đà giáo học từ bi nói ra rất nhiều danh tướng bảo bạn không nên chấp trước Nói thế nào cũng được Bạn chân thật hiểu rõ rồi thì nói thế nào cũng đều được Nếu như bạn chấp trước mà nói Nói một thứ bạn vẫn là không hiểu Đó là phương tiện khéo léo của Phật Cũng chính là Bồ Tát Mã Minh Trong khởi tính luận nói với chúng ta Không chấp trước Tướng danh tự Chính là lìa tướng danh tự Lì tướng lời nói Lì tướng văn tự Lì tướng tâm duyên Lì tướng tâm duyên Chỗ này là chân thật Vì sao vậy? Tâm duyên là cái gì? Cởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước Bạn buông bỏ hết thứ này Bạn vừa nghe Vừa thấy Vừa tiếp xúc Thì liền hiểu rõ Cái hiểu rõ này chính là kiến tánh Kiến tính là gì? Chính là chứng pháp thân. Cho nên những danh tướng, danh từ không giống nhau đều là nói một sự việc. Đồng thể khác tên. Phía sau duy thức thục ký là trước tác của đại sư từ ân trong quyển thứ hai có một đoạn lời nói như vậy tránh chân dĩ giảng vọng vẫn chính là giảng lược đó là chân không phải vọng như dĩ biệt đảo đảo là điên đảo chính là chúng ta thấy sai nghĩ sai như chính là không điên đảo Sơi, giảng sợ chấp hậu giảng y tha chân chính là giảng biệt cái chấp trước cái chấp trước là vọng không phải là chân phía sau là nói như như là giảng biệt y tha phía trước một cái là nói chân tánh cái phía sau là nói pháp tướng như là từ trinh tướng mà nói như vậy mà nói thì mọi người càng dễ hiểu chân là trên tánh mà nói tánh là thật không phải là vọng tướng là vọng không phải là thật cho nên tướng nói như cũng như món đồ phía trước một chữ chân là nói vàng là nói thể phía sau một chữ như là nói tướng là nói món đồ món đồ như vàng nói như vậy thì bạn dễ hiểu hoặc chân dị dạng hữu lậu phi hư vọng cố như dị dạng vô lậu phi hữu di cố chân là thật nghĩa như là thường nghĩa nên gọi là chân như giải thích của pháp tướng tông giải thích của duy thức pháp tướng tông chân là thật nghĩa như là thường nghĩa Đó chính là chân như Trong chân là vĩnh hằng không thay đổi Thường là có thay đổi Tuy là thiên biến dạng hóa Cũng không rời chân thật Đi chính là nói Pháp tướng Mười pháp giới y chính trang nghiêm là pháp tướng Có rời khỏi chân thật hay không? Không hề lìa khỏi Chân như có động hay không? Không có động Chân như có hiện tướng hay không? Không có hiện tướng Ngày nay chúng ta dùng màn hình TV để nói Thì dễ dàng hiểu được Chân là nói màn hình tướng là hình ảnh hiện trong màn hình kinh đại các kinh đại khác nhau hiện ra hình ảnh thường là cái gì thường là dịch diễn nó không có rời khỏi không luận kinh đại thay đổi thế nào cũng không rời khỏi chân như chính là không rời khỏi màn hình rời khỏi màn hình thì không thể hiện ra hình ảnh nó không thể hiện ra được tướng cho nên hiện tướng cùng màn hình là một không phải là hai từ trên tướng mà nói là thường nghĩa từ trên màn hình mà nói là thật nghĩa chúng ta dùng thí dụ này bạn sẽ càng dễ hiểu cho nên chân vọng không hai tánh tướng là một xử lý không hai bạn từ chỗ này từ từ mà thể hội thể hội được có lợi ích gì bạn liền buông bỏ được phân biệt chấp trước bạn biết được ở trong đó không thể phân biệt cũng không thể chấp trước phân biệt chấp trước là thật sai lầm chừng như phía sau còn có một ý hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học tới đây thôi ami đà phật chỉ đạo phiên dịch pháp sư ngộ thông Tịnh tông học hội úc châu cận dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a gmail.com diễn đọc phật tử thiện quan nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc